trồng. Thịt dâu tươi nè. Tổng cộng vô đây 600 hả chàng? Ờ, bữa nay cha đãi ăn hết vô đây ăn 600 ngàn luôn ta ơi. Hên ghê. Ông nói có tiền thì xài vô vô tới lúc luôn rồi. Đây là cơm mẻ. Cơm mẻ nhà nuôi đó. Cơm mẻ nhà nuôi mẹ làm nè, chứ không có mua. Mẹ tự làm ha. Ừ. Làm nhà. Đây ổ ba san si bún chục khuất tài. Go hang kara ne. Kore mara ikiru yo. Đi mua ở chợ là phải đi mua xin ai cho. Mua mà người ta bán mắc. Về đây mẹ nuôi nè. Nó ăn dữ hết trơn, chưa gọt con gì cho nó đó nè. Mỗi ngày để đợi, mỗi để hay sao mẹ? Ba bữa để bữa. Mà nó nổi. Sao này thì sụp là dông thì chi vừa. Gô hăng ấy, ổ cười nó. Ít khi đu đôi cà là sao này chứ tụi bà dông thì chi gô hăng ổ cười xuống. Anh bỏ của mẹ vô à. Ừ. Lấy cái ấy đi, lấy cái đồ vợt á, cái vợt á. Ý mà gô hăng ổ cười đấy. Mà đã ít khi đưa được cả đã. Gô hăng ổ cười hay chứ vô nè. Đấy, ai được quyền sử dụng là sao biết không? Nhất là người phụ nữ. Con mẻ này nè, muốn ăn á, là phải đơn giản đâu. Nó rất là khó. Muốn nuôi nó khó lắm. Người phụ nữ bỏ kỹ lưỡng mắc bẹt là chất quen quá sống không nổi. Giờ cái này là cha đang lọc con mẻ ha. Ừ. Đây gen cây gỗ hăng nữa mà lại khi đưa gỗ hăng gen cây nữa. Thơm quá ha. Quên nữa, mai đâu có cần trao, cũng chấm con mẻ luôn. Thì đó, chấm con mẻ luôn mà, anh đòi hỏi chấm trao. Lộn, nó lộn.
với miếng nước sôi đổ vô trong cái nồi chấm nước chấm. Cái đây có hàng chỉ cứ à sập bay có hàng này này gai sẽ căng ổ cừ ra cả đấy mà sập bay nạt tàn ổ này chỉ sư đấy nè. Cho đây cả đấy mà à sập bay à xí mổ đôi sư ra kìa mẹ bây giờ chế nó sôi vô thì cô đây là sa tổ tổ sập bay của hàng này. Cho tờ xíu ồ của xíu tại đi. Cho một miếng muối vào rồi nha. Thêm một tí muối nữa. Một tờ xíu. Bột ngọt. Ajinomoto này. Rồi cái này check. Dì bưng nó Ajisuki nè. Làm hết đi. Nó vô thì nhiều quá. Vô là hư. Mẹ hồi nãy cái con mẻ này mẹ nuôi mấy năm mấy tháng rồi hả? Trời ơi cứ người ta cho có một củ một á mà mẹ nuôi thấy mà mỗi về tới giờ nó đã 7 tháng mới được chị á. Sao 7 tháng hả? Cứ mỗi ngày nó ăn hết cái là chăm vô thêm chút con muội vậy đó. Đó mà cho muội trước kia ấy thì con phải rửa cơm hai xi mê tê của cô để mà để vô được cô đi arudake cô đi ippun arudake nè. Sore kara 6 kagetsu kara 7 kagetsu ima ne made dekita da kara kore dekita ne 6 kagetsu rurai ha ima kore natta muốn ăn mì thì có mì nha chúng ăn san ni to ka yon ni chi ni atarashi shiro gohan oku sore kara hako shimeru bỏ cơm vô xong rồi cứ vậy đó rồi mình đậy lại ha mình không có khoét muối hả? Ừ để thêm miếng muối siêu xin cái sa tổ ạt tần ấy con nó cho tổ siêu tổ cho tổ Ajinomoto bột ngọt nãy có đường sẵn rồi để đường trước rồi giờ thêm miếng muối miếng bột ngọt cho nữa ừ, chế cho kìa nhẹ nhẹ ăn cho lùi vừa là chế mi vừa từ từ thôi nghe làm sao nước sôi ha. これ ご飯がすごい酸っぱいよ。Chị nó cho đôi axi và sô luôn á. Con nhận phụ nước. Con mẹ nó chua bạc cô. Chua. Hơi nhiều con mẹ nó chua không? Ừ. Ba sàn dư với mà sư gôi sạp bay. Đây là đà cà đà mốt tổ, xa tổ. Tôi axi nó mốt tổ của sô luôn nè. Sư gôi sạp bay cả đà. Mốt tổ sư axi nè ta nè. Nó sắc mỏng mỏng á. Ừ. Đâu quá bỏ cả. Cái nồi này đem lên là phải lấy nồi điện, lò điện á. Ừ. Lấy lò điện lên cái mình sao mà để cho nó sâu đi 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 là hồi đó mình lấy lò điện cho mình nhúng vô rồi mình ăn đúng không rồi, bỏ xả vô đây dặn anh là bê muốn ăn xả thì phải bỏ xả lấy chén vớt ra riêng cho nó không có xả thì sao bám mùi con mẹ đâu để ớt nhiều đâu để cho cái màu đỏ đỏ vậy thôi. Mình cứ làm theo đúng cái hương liệu của mình ăn đi. Sữa
ăn đi. Có nó ông ăn được mà không sao đâu. Có gì đâu, có nước chấm của nó gọt tương ớt đó, cà đó. Không, đó, ăn cái này là nó phải như vậy đó. Còn ăn không được thì thôi. Chứ phải ăn đúng cái của nó như vậy mới được chứ. Vậy nó mới ngon. Đã nói là trâu nhúng con nhúng, trâu nhúng con mẻ rồi. Là phải là con mẻ làm xả rồi. Cái thai nó đâu còn là gọi là trâu nhúng con mẻ nữa. Thì đúng vậy nó mới ngon, mới đúng của nó. Còn mình đổi là mình thành cái tên nó khác rồi, không còn phải là trâu nhúng con mẻ nữa. Lấy cái dĩa qua cho cha không? Cái con chuột của con nó để bữa nay con đem con chuột ra tính chiên rồi mà quên đem ra cả đông nữa chứ. Thấy lấy cái bọc bỏ vô đem chảnh hoặc là nướng than ở đây ăn cũng ngon. Con bỏ cái nào ăn chiên ngon. Con đem chảnh là con ăn mình con à? Ở đây con cũng ăn mình vậy. Rồi dẫn hoài thịt chuột là người ta là đặc sản. Con còn mừng nữa, ăn được mình. Khỏi ai dành. Cha đâu có ăn. Rồi, ngon lắm. Buffalo meat. Buffalo nó nì cư nữa. Ushi già này yo. Zem bu kore wa ushi già này yo. Kiếm ngoài hả? Con đợi chút nha. Ôi. À, quả cà rô yếu. À, ý sư. Ý sư nó quê. Bết tàu tàu nari với ý sư. Gì á? Gì á? Ừ, rụng xuống con nãy té hình lần rồi, không sợ hả? Đi lên chảnh con. Đây, đi lên với mày. Thôi, té á. Xuống nữa, ngủi luôn á. Chạy đi cho nó xuống ra đi. Dẫn xuống không sao, nãy đi té nằm đưa hai chân lên trời á. Té ngay cầu thang chưa? Ập mặt xuống đưa hai chân dán lên cầu thang. Misaki uống gì á? Nhớ nhớ. Rồi đóng cửa lại để mũi vô. À.
Misaki no. Ây da. Ây da. Cái này á hồi nữa con không hết đâu. Thấy không? Ừ. Thì hồi mình ăn không hết thì để vô bọc. Có trà sắc hết hả? Trà sắc hết luôn không? Sắc hết rồi, còn như lên chảnh cũng ăn, con sắc con xào cũng ăn, hiểu không? À. Con như bê cũng ăn, sắc xào ăn. Không muốn đi lên hả? Rồi đợi mẹ chút nha. Ở chợ thì mua dễ nhất rồi, cho biết không, thịt trâu gác bếp là mua dễ, còn cái đầu tư như vậy mà đúng là chính cống là thịt trâu, với lại đầu tư như vậy là phải nói là mình đồ giả thì nó nhiều, mà mình mua đúng chính cống thì nó hơi khó. Thế nó bán thịt trâu gác bếp là tràn lan, mà gác bếp kiểu như là thịt trâu vậy nè, cái nó treo lên ở trên bếp vậy nè, cái hun khói á, rồi từ từ nó hơi chín chín tái tái, nó giống như khô vậy đó, nó thành khô luôn á. Mà thấy cũng bán nhiều mà không biết, nhiều khi là cũng có cái loại là nó giả nữa, nó lấy thịt heo xong cái nó làm rồi nó nói thịt trâu, mình cũng không biết được. Mà ở chợ này nhiều đồ giả, thành phố mà. Đấy. Đi quê mình thì nó đã đỡ một chút. Hơi nhiều quá trời. Sao ăn không hết á. Còn nhiều lắm, chay nói để vô bọc đem lên chảnh để dành xào ăn.
cái nào với rồi để nguyên ăn đi. Không hết. Để nguyên đó. Để nguyên đi đừng có sắc nữa nhiều quá rồi. Ừ, quá trời. Châu cũng muốn đi bào chế ăn gì là ăn gì cũng được. Ừ, thì nó cũng như bò thôi. Cái khác là con trâu. Mình làm cũng y như là thịt bò ấy. Rồi xong rồi mày. Dọn dọn lên đi. Đó, chén nhà đồ lên rồi xử rồi đó có gì đâu. Cá xà đách cũng hái hôm qua rồi. Sẽ hốt lên thành phố. Cảm ơn cha nhé. Rồi cái này cũng bộn tiền à. Nặng nha. Bộn tiền nha. Còn đây ở cái này ép bay để ta cài ạ. Cảm ơn cha nha. Con hốt. Mì gói nè nè. Xà lách cho phố phải nhớ đem đi nha. Trời ơi, dễ gì. Còn đổi trong tủ lạnh nha. Người ta đã xuống người ta hái để bọc rồi người ta đem đi chứ. Đây mình để thịt cổ cá ăn nữa. Đó rồi. Còn là con hốt hết. Còn chanh nữa kìa. À. Để cái thư sơ. Ngay rồi mà ăn có hai vợ chồng. Giờ có được whisky đỡ buồn.
Cha ơi, mì đây. Ủa, ổng đâu mất tiêu rồi? Không. Ở chơi mày, hả? Mày mì trâu. Mì lòng bò trâu. Còn anh vô kêu nó ra. Chứ vậy. Ờ, có giá hả? Đây đó coi. Thử chưa? Vừa ăn không? Được. Cho để vô đó hả? Ừ. Bắt nước dặn đường nhỏ xuống chứ. Xong ha, bây giờ múc múc nem ra. Thôi để miếng ăn mì nó chấm thì nó chén chấm cho nó rồi rồi. Còn cái nào nó ăn mì thì nó ăn mì. Để con ơi, con ăn. Con ăn bữa cái nốt này. Cậu cũng bây giờ không có nắng đi. Chị không có nắng cả. Nabi. Chị gặp gọi. Ni hong gọi anh em. Oh. Uy sĩ này. Sabu sabu. Sabu. Gọi. Sabu. Ni cứu gọi 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 gọi. Nai dọn. 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 Đây là ramen. Nabe tập bê được cả. Nabe nào được sử dụng nữa. Dặn bớt lửa anh ơi. Phòng có sáu rồi. Xin anh kia ramen tập bê tập bê. Ai tập mất đây, ai cha chạy chỉ ông ăn nha. Không quên nè. Ai nó tại tại bê tại ổ. Mày cái nào ông ấy xì, ý sơ ý cứ tập bê tại. Ờ, để mồ tao bưng nó tao qua xưa chặt tao cái này luôn nha. Ừ, cái riêng ra còn cái mì gấp mì cho nó. Nó muốn chan cái gì nó cứ chan á không? Đó, vậy đó. Vậy, cô đây là thả đấy. Ờ, ô tô sẵn mít đấy, ô tô sẵn hồi xíu luôn. Cha chỉ không mấy cha. Sao với sao với mít đàn ông mồi nào? À, rồi, rồi, rồi. À, đi, à, xí ý sơ hồi xíu nó. Đây, 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 ô tô sẵn hồi cửa đấy. Nãy xưa kia ta bê đưa nà cà ổ cười xa vui xa vui nè. Nhắm thịt cái kè chỉ thịt đó. Cũng ngon. À, bắt kiếp chà nè. À chơi đi. À chơi kêu cho cái tên. Nóng. Nóng. Đó con nói nóng rồi mà không chịu nữa. Để từ từ không chịu. Đồ. Ừ. Ngon. Ngon. Trụng ra nên ra liền để nó cứng. À, đấy, ô tô sàn xe luôn đấy, mít đấy. Ừ, à đấy, nỉ cười nè. Sang, sang. Sang. Sang, ăn không? Ăn không. Ừ. Nó để ngoài làm cho. Không biết ăn bằng. Tinh nhà nhìn thấy nỉ cười nữa. Sao bây giờ? Zen cái tại bê đu nè, ít mà đi đi tại bê tao nè. Dạ nhỉ? Ôi, nhịp nhịp. Con đầu của nhịp cơ, Zen cây của nhịp cơ giờ này. Con hỏi con ăn không? Đây, con đầu của Ichiban oishi yo. Đây. Có xin dô kana. Hả? Xin dô kana. Chắc là Nhật Bản có xem mặt. Nè, à. Dạ dạ. Không, ổng đang đón là ổng nói là tiếng Nhật kêu ổng gì á. Ừ. Chứ không phải dài, ổng ăn ổng mới ngon mà. Ở cái trước đi ăn với mình mấy lần mà. Đó là ăn bò thôi, đây là trâu. Không, ăn trâu luôn, đi tiệm trâu luôn. Dẫn đi rồi. Ăn trâu, trâu nhúng cơm mẻ mà đi tiệm, chứ không phải làm ở nhà. Lâu năm rồi. Sgoi gouka de. Đấy con đầu cô đấy chứ là kì gao đấy, ô tô sành dư tà bê tê mi đấy. Chết rồi, ai chưa tới cái gì? Xin rồi à? Ông đang đón cái đó là cái gì á? Cái tiếng Nhật kêu bằng cái gì á? Lúc không ăn luôn rồi. Kêu kêu đúng khang đó. Dai mà ngon. Ôi cười. Nị cứu ngoài đưa đây, nó ta cho cô y tả cô đây. Nè, nị cứu ngoài đưa lại nè. Chua. Ngon.
Để cô đi qua chi gạo, để cô đi siro siro qua chi gạo. Cô đi qua chi gạo. À, tao mà đã siro tao bên này. À, để oishi, oishi suki yo. Mua cà phê. Ít cà phê chi đi, còn ngay cà phê đi. Ừ, cứ đi, cứ đi. Cứ đi, cứ đi. Cứ đi, cứ đi. Ừ, em chơi chưa? Rồi, mấy cái té rồi kìa. Có ăn đi khủng. Dạ rồi mấy cái ăn hết nhiều mà. Từ từ. Nước chấm ngon. Con ăn thấy ngon á. Ăn không mà nội cho ăn nè. Mày chua không ngon. Trời vô. Để xíu vô. Ông nói cái đó ngon á, cha uống chung đi. Ông hỏi xỉn này nè. Cha uống xỉn này nè. Từ thôi tới em. Sao mẹ cái nào uống chua á. Nó ngon mà. Vậy mẹ để chén mẹ riêng thêm miếng đường vô. Chén của mẹ mẹ để thêm đường vô đi. Chứ con với ông ăn thấy ngon rồi đó. Chua chua. Ok sẵn vui sạp bay. Nhưng mà quả xì oxy vui mà. Sạp bay. Sạp bay. Ok. Mẹ cư. Để ưu xì nó đi cư giờ này đấy. Bớt bớt thơ. Nhi hông gô nè đi. バファロー牛や闘牛と闘牛戦う牛、うん、con bộ là ông thích ăn thịt thôi. Nãy giờ con thấy ông nhúng thịt nhiều rồi. Cha đưa giùm con cái đôi đũa này. Giờ con sẽ nhúng tới cái lòng đen này. Cô đeo xí. Nó sẽ thêm mặt. À, ông nói cái này cũng ngon nè. Xin dô. Hả? Xin dô. Ừ. Hoa quả. Mà nó ngọt. Nói chung là thịt ngọt lên. Thịt mà. Nha nha. Đi ra kia, cứ cho hai cái này rồi. Dạ. Đi vô, à, tòa bị. Chạy họ té đó. Cái đứa này nó dở thì cái la mệt luôn á.全部美味しい。前はお店食べるな。みんな作るの大変で、今自分うち作るのちょっと安いな。お金か、もう一度だけ。Ở đây tôi bị chặn. Không biết ăn được không mà nó vô ăn quá trời. Nhiều nó còn. Đừng để lâu quá nó dai á. Để lâu quá. Để ngon quá. Ngon. Còn ông sẽ ăn được là cao đấy. Ông nói cái này mà ăn tiệm là mắc đó nha.
Dạ. Ông nói cái này đi ăn tiệm là mắc á. Không sao không sao. Mẹ đây làm lại của mẹ đó hả? Làm nó chấm của mẹ đó hả? Ô ba sang xì bưng axi chụp quất ta. Ông ta ngồi chi ra axi nạp ta. Bay. Cháu như thật đó bà. Không, mình sẽ cái cài như này đi. Không tập đấy. Để cho nó giỡn đi, mẹ cho ăn từ từ đi. Tưởng chứ không ăn, không làm gì vậy? Trời, người ta hở giờ luôn, không thấy. Chua không? Được không? Được không? Được không? Được không? Vợ chồng nó ăn chua gì á. Nó hỏi chua quá. Ý là em đi nước mắm vô á. Phèo đâu ta? Kiếm cái phèo. Anh hỏi là làm vô ăn khỏi rồi, giờ ăn phèo nè. Đó, còn đây xí rồi quà chi ra nè. Nhưng chấm của mẹ ơi. Mẹ ăn cũng nhãn xưa rồi. Quà đây chi ra được. Nhà lá mía không anh? Để vào, để vào. Nó ăn được nấu nha bê. Nói gì anh biết nghe không? À, nãy giờ em ăn thử rồi, không được mà. Ngon. Nè. Nè, lá mía này mềm. Ừ. Đó ta, cô đây là ta sư kia vô. Lá mía này. Bà tìm bà xin một con nó cây phai rồi. Mà cô đây, cô đây. Mía được quả cá ta. Và cá đứa. Hôn mùa hôn mùa. Được rồi, được rồi. Hồi mà, à, bây giờ phải là đây nè, đây ngoại nè. Giỡn hoài à. Có chim gì cũng được. Nói chuyện gì? Để ngoài trong nó biết. Trong miếng lá mía cho làm mía cho mềm nhá. Cái mấy cái nó cạp ơi. Nó ăn đâu. Nó chung cho con ăn. Vô. Ừ, ông nói tiếc cho Tài quá. Tài với Hằng với vợ Hằng. Bây giờ nó đi biển. À, tụi nó đi biển rồi bởi vì không ăn được này tiếc quá. Nè, bữa nay được ngon mà nó đi biển. Ê ơi, giỡn hoài, nó đi cho nó ăn. Ngon không? Ôi, bay ơi, bay ơi, mình sẽ kìa. Mâm. Ok. Rất là dữ. Ngon. Ai xin hả? Ok. Ai xin. Cái sàn vô mà mua xe ô mi xe và mô tô xe chỉ cứ hai ba xe đưa. Dây à? Vậy thì thầy phải đứng ngồi xin đi. Ở đây là bán đồ nhậu là bán đơn giản thôi. Cang có bán gì á? Con xé hai bịch con để chổng rồi đó. Ăn hết chưa? Giờ xé bịch mới nữa.
hai bịch để chổng rồi bánh kẹo gì con xé chổng tùm lum chổng rồi giờ con lấy nữa. これ何だっけ?レバー。肝。肝。うん。お、もし食べるはこれ体血になるな、いっぱい。うん。血がいっぱいできる。だから今。私が食べるはとてもいいで。 Ông nói là cái này nè cha, ăn cái này là bổ máu. Đúng rồi. Ừ, ăn là bổ máu lắm. Bây giờ ông nói bây giờ ngay lúc này mà ông ăn cái này là cha cho ăn ngay lúc này là rất là chính xác luôn. Đây nghe ông cần bổ máu.